Chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube Bơm Cát Miền Tây nha các bạn. Đây là một cái hầm mới nha các bạn. Hầm này khá là lớn luôn các bạn ơi. Đây người ta nuôi vịt nha các bạn. Vịt này mấy ngàn con quá nhiều luôn này. Dính cả lồng kiến. Thank you.
là quay dịch luôn. Lấy lưới gạo lại. Chừng mới giật thấy cưng luôn nha các bạn. Rất là dễ thương luôn nè. Đây đường ống mình đi như thế này nha các bạn. Còn ngang cái cống này. Vào đường. Đây, cống này. Ở sông đi lên rồi. Đường này rất khó lội, mình không có lội được nha các bạn. Đây cái cống lòn ra tới đây nha các bạn. Đây là máy sông nè, bãi bồi quá xa luôn. Tôi cũng sắp xong rồi, đang vét nha các bạn. Thôi kết thúc video tại đây nha các bạn.